Thưa sư, con là một nhân viên phục vụ nhà hàng. Khi nào khách đặt món bia hoặc rượu thì con phải là người đem ra cho khách, mặc dù con không muốn làm và tâm của con luôn nguyện là mình đến đây chỉ để phục vụ cho khách ăn thôi. Thưa sư, con làm thế thì nghiệp con như thế nào? Xin sư cho con lời khuyên. Câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái vấn đề này á, là nó như vậy thưa quý vị. Nói về kinh nghiệm thế nào, thật sự là ở đây á, là quý vị, mặc dù quý vị có nói là gì con không muốn làm và là tâm của con luôn nguyện mình đến đây chỉ phục vụ cho khách ăn thôi. Để sự ví dụ một trường hợp này cho nó dễ hiểu ha. Gọi trường hợp ấy, trường hợp thiện đi. Trường hợp này thiên về thiện nè, cho nó dễ hiểu. Thì quý vị sẽ suy ra cái trường hợp mà như quý vị là như thế nào. Thì cái trường hợp này liên quan đến ông vua Ba Gia Xí, ông vua Tể Túc thưa quý vị. Đó là ổng làm thiện. Thứ nhất nè, làm thiện nè, mà làm thiện gián tiếp. Có nghĩa không có trực tiếp nè, mà làm thiện với trong kinh Trường Bộ ghi rất là rõ. Mà nghĩa qua cái quả Bá Tý á, ngày mấy năm ông mới kể ngày qua Bá Tý là bản thân con nè, là con không, con có bố thí đó, nhưng mà con bố thí nhất là không tận tay nè, thứ hai là bố thí quan trọng nhất là bố thí không có cái sự cung kính. Mà nôm na đây mình gọi là bố thí, gọi là ly trí thưa quý vị. Thì cái người bố thí tiếp chổng làm công quan đại thần chổng, thì khi mà ông quan đại thần đó chết nó sanh cái cõi cao hơn, cái cõi mà thần chư thiên cao hơn, thù thắng hơn ông. Thì ông chết thì bản thân ông Nguyên Túc để ông chết nè, thì bây giờ là ông trong kinh Trường Bộ là nói là ông tái sanh đâu, thì ông chết cũng là do thiện nghiệp thưa vị, cho nên ông chết là một cái hạng, như sư nhớ có sai lầm không, là một cái hạng chư thiên bậc thấp đó, thì cũng có cái tòa lâu đài. Cũng có cái tòa là mới mới bắt đầu chưa có tòa lâu đài ở ké, ngày cái Quan Bá Tý, là sau đó ngày Quan Bá Tý mới chỉ ở ngoài cái sa mạc đó có lâu đài đâu, ra đó ở đi. Thì chính cái trường hợp thiện này nè, chúng ta mới suy ra cái gì, mặc dù là bố thí không gián tiếp nè, bố thí gián tiếp mà bố thí không cung kính, bố thí thậm chí là hiểu nhân quả một cách thời hợt ly trí đó, nhưng mà vẫn có phước, chứ không phải có phước nha, tại vì phước có phước ổng mới làm chư thiên bậc thấp được, chứ chư thiên mà dưới trướng từ đại thiên vương thưa quý vị đó. Bây giờ chúng ta mới quay qua cái trường hợp mà gọi là trường hợp này. Bây giờ trường hợp này là cái người mà kinh doanh rượu bia nè, ở trong gọi là người chủ đi ha, người chủ nhà hàng đi, kinh doanh rượu bia nè, rõ ràng cái người này tà mạng là cái người bất thiện rõ ràng đúng không? Bây rồi chúng ta mặc dù tâm chúng ta là không có muốn cái đó, nhưng mà chúng ta vẫn gián tiếp mà phục vụ cái đó, cũng cái nhân dân, cũng vì cái nguyên nhân gián tiếp đó mà chúng ta làm cho người ta say xỉn đó. Thì sư chỉ là suy ra cái trường hợp thiện thôi, thì sư nghĩ rằng là dù ít dù nhiều nha, mặc dù là mình khéo léo tác ý đó, nhưng mà nó vẫn có một chút, vẫn có là dư sót của cái nghiệp bất thiện thưa vị. Chứ nếu mà hoàn toàn nói là mình không cố ý thì không có đâu, nói gì không phải đâu. Nó không, nếu mà nói là hoàn toàn không có, là chỉ có trường hợp mà cái cô vợ của thợ săn Kê Hủ đó, đó trường hợp mà đưa cây cung đó, đưa cây cung cho chồng đó, vốn dĩ bà này là bả là tu thánh tu đạo Phật rồi thưa quý vị, thánh tu đạo Phật rồi, thánh tu đạo Phật rồi, cho nên là cái trường hợp mà bà đã tiếp tay cho ông này, ông phạm giới, bà có yếu tố phạm giới thì không, tại vì biết vì biết mà vì thánh tu đạo Phật mà không thể nào mà phạm tiếp tay gián tiếp mà để làm chuyện ác được. Cho nên trường hợp thánh này chúng ta không thể sánh nha. Và cái trường hợp thứ hai sẽ đưa ra là trường hợp ông Đao Phủ Nanh Đồng. Là sao? Là cả đời á, lúc mà Ngài Xá Lợi Phất lại tiếp độ ông á, thì ông thuyết pháp ông không nghe. Thì Đức Phật Ngài nói là sao? Ngài nói là con có bị ân hận lắm, con nhớ lại là cái những sự việc con á, là lúc còn sống á, con chặt đầu rất là nhiều những cái tên tử tù, những cái tên mà bị tử, những cái tên mà phạm tội mà tử hình đó. Thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới khéo léo gọi là đúng, Ngài nghĩa là quý vị đọc Pháp Cú Kỷ vị mới thấy gọi là Ngài khéo léo, Ngài mới khéo léo hỏi ổng là ông làm như vậy là có vì phải vì cái sở thích không, hay là vì mệnh lệnh vua? Thì ông nói là con làm cái này bắt buộc, ở đây nghe có quan trọng nhất từ gọi là bắt buộc, con làm cái đó chứ thật sự
chứ thật sự con không có muốn đó. Thì khi đó ông, khi đó sau đó ngày sau Phật thuyết pháp thì ông mới đắc đạo quả và bị bò húc sanh lên cõi trời. Cho nên là tại sao sư phải đưa hai trường hợp này, đây là hai trường hợp đặc biệt để cho quý vị hiểu rõ mà chúng ta không thể so sánh với hai đối tượng này. Vì sư không có phân tích hai trường hợp này rõ, là đôi khi quý vị đã nói là tôi do con không có cố ý, con không cố ý, con không có ấy mà, thì làm sao mà có thể liên quan, nghĩa là dư sót nghiệp nghiệp bất thiện được. Nó vẫn có, thì vì mà nó nhiều hay ít, nhiều hay ít đó, tùy theo quý vị dùng cái thiện nghiệp quý vị á, để pha loãng nó ra, để pha loãng ra mà quý sư hay nó hoài đó. Thí dụ mà cái trường hợp quý vị đi, quý vị không có tâm muốn phục vụ bia rượu, mà do việc cái kế sinh nhai của quý vị bị cơm áo gạo tiền, quý vị tác ý là phục vụ khách đồ ăn thôi, mà vì do cái tình thế mà sinh nhai của mình phải phục vụ rượu bia, thì quý vị trong trường hợp này cũng tạm gọi là nghiệp nghiệp trắng đen cho quả, vì đen người trắng đó, nó kiểu vậy đó. Thì trường hợp này thì mình phải cố gắng mình dùng thiện nghiệp nhiều, thưa vị, để pha loãng cái những cái gọi là những cái ác nghiệp nhỏ, những cái nghiệp bất thiện, gọi là ác nghiệp thì nó ghê quá, nhưng mà gọi là những cái bất thiện mà nó nhỏ nhỏ này nè, thì nó mình dùng cái thiện nghiệp nhiều quá thì mình đủ pha loãng những cái bất thiện nhỏ nhỏ như vậy đó. Đó là cái quan điểm của sư, thì cũng mong Đức Hành Tại đóng góp ý thêm. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Đây cũng là một điểm thú vị, nhưng mà điều quan trọng nhất á, sư vẫn lưu ý là tâm của quý vị như thế nào. Tại sao mà chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ? Tại vì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta có chánh niệm và chúng ta luôn luôn quan sát tâm của mình. Thì như trong trường hợp vợ của người thợ săn Kê Hữu, bởi vì bà là một vị thánh sơ quả rồi, cho nên tâm của bà không thể nào có cái tâm làm hại chúng sanh khác được. Còn khi chúng ta chưa phải là thánh thì chúng ta phải rất cẩn trọng và xem rõ tâm của mình. Bởi vì một vị thực hành tứ niệm xứ một cách miên mật, tâm của vị ấy hoàn toàn có thể xa lìa các pháp bất thiện. Thì khi đó quý vị có thể giống như vợ của người thợ săn Kê Hữu nha, với điều kiện là mình giữ chánh niệm hoàn toàn, không có một cái sơ suất gì trong cái tâm của mình. Rồi như trường hợp của người Đao Phủ Nanh Đồng, thì khi sư đọc thì sư cũng khá bất ngờ là ngài Xá Lợi Phất á, ngài nói với cái ý là để cho vị này không có nghĩ đến điều đó nữa, cho nên là ngài nói là khi mà nhà vua á, ra lệnh cho ông á, thì ông có muốn sát sanh hay không, thì vị này nói là dạ không, cái này do nhà vua ra lệnh. Thì ngài Xá Lợi Phất nói thì như vậy thì liên quan gì đến ông? Thì khi ngài Xá Lợi Phất nói là ngài nói vào thời điểm người Đao Phủ nhận lệnh từ nhà vua, người Đao Phủ không hề có ý muốn giết mà chỉ là nghe lệnh của nhà vua thôi, thì cái thời điểm đó là thời điểm ngài Xá Lợi Phất ngài nói. Còn khi ông Đao Phủ mà ổng mà hành hình người tử tù á, là ổng phải có ý muốn giết. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài đã khéo léo, ngài là bậc đại trí mà ngài đã khéo léo, ngài tách ra, và người Đao Phủ thì không nghĩ đến cái đó, tại vì đây là người thiếu trí, cho nên người Đao Phủ cứ nghĩ là vậy thì chắc không phải, mình không có tội gì đâu, cho nên là người Đao Phủ thoải mái và có thể nghe được lời dạy của ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta phải cẩn thận ha. Hoặc như cũng như có một trường hợp là có ở
ở trong luật á, có một trường hợp là một vị phú hộ, một vị bà la môn xin cúng dường thực phẩm đến chư tăng, mà chư tăng hôm đó thì sáng ăn sáng rồi cho nên là no bụng á, chưa ăn không có nhiều, thì người bà la môn này mới bực bội và nói cái kiểu hằn học á, ăn đi đó. Nên thì sau đó vị này mới hối hận và đến thưa với Đức Thế Tôn là con đã đi làm điều vô phước. Thì Đức Thế Tôn mới nói là khi ông có tác ý muốn cúng dường đến chư tăng là ông đã có phước rồi. Khi ông chuẩn bị đồ cúng dường đến chư tăng là ông đã có phước rồi. Khi ông cúng dường đến chư tăng là ông đã có phước rồi. Thế cho nên là vị phú hộ này hoan hỷ và đi về. Tức là khi đó Đức Thế Tôn đã khéo léo không đề cập đến chuyện là khi ông bố thí, mà ông bố thí với tâm hằng học như vậy ông sẽ tạo nghiệp gì, thì Đức Thế Tôn không nói, bởi vì điều đó là không cần thiết trong thời điểm đó với con người đó. Và hy vọng là quý vị sẽ rút ra được bài học dành cho mình.